Sau đây là tin an ninh. Ngày 12 tháng 2 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Vũ, sinh năm 2000, ở thôn Lai Triều, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 6 tháng 2 năm 2020, Công an Thị xã Mỹ Hào Nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị Hằng, sinh năm 1993 ở thôn 4, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, về việc chị và một số người bạn bị một tài khoản Facebook mang tên Đỗ Quốc Huy lừa đảo chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận đã lập tài khoản Facebook mang tên Đỗ Quốc Huy rồi đăng bài tuyển người lắp ráp bút bi tại nhà. Ngày 30 tháng 1 năm 2020, chị Hằng cùng bạn đã liên hệ với Vũ qua mạng xã hội nhận lắp ráp 20 thùng bút bi và sau đó chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Tuấn Vũ số tiền đặt cọc 20 triệu đồng. Sau khi nhận được 19 triệu đồng, Vũ chặn liên lạc với chị Hằng và không gửi hàng theo thỏa thuận.